Thủy may mắn xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi con người giống như những chiếc thuyền băng ra đại dương rộng lớn để đương đầu với từng đợt sóng. Khi trời yên, biển lặng thì gió đẩy thuyền đi thì giống như gặp được vận may, tha hồ kéo được mẻ cá lớn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản mệnh gặt hái được nhiều thành công, tài vận may mắn, sức khỏe bình an, tài lộc dồi dào. Còn khi chiếc thuyền gặp phải phong ba bão táp ập tới, sóng đánh mạn thuyền thì sẽ gặp phải đại hạn, chẳng khác nào mọi sự xui xẻo đều ập đến. Gia đình có thể mất mát, thậm chí là tán gia bại sản, tiền tài lần lượt đội nón ra đi hết. Gia đình thì đau ốm triền miên. Chính vì thế rất cần nhiều sự mạnh mẽ để vượt qua. Theo góc nhìn về tử vi thì cũng vậy, vào năm 2020, vận trình của tuổi Thìn cũng có nhiều hung cát khác nhau. Vậy làm thế nào để nghênh đón những cát tinh tốt trong năm 2020 cho tuổi Thìn và tránh được những đại hạn xấu trong năm? Quý vị tuổi Thìn hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Cát hung nạp vận tuổi Thìn năm 2020. Tuổi Thìn gồm những người sinh năm 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 và 2012. Vượng thân hóa sát bảo an khang, tam đài phi lân tăng tài khí, tướng tinh trợ trận sự nghiệp xương, tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói thì vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về quý nhân, về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt. Chỉ cần cố gắng có ý chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của sao hoa cái chủ đề tài tinh giúp ích cho những ngành nghề như là văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay thì hãy sử dụng kim bài thái tuế để chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tý thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những người tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay về tài lộc tương đối hanh thông. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa thì tương đối tốt, những người độc thân thì nên nắm bắt tốt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can, tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được như ý. Phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa giải. Gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà cũng cần chú ý đến sức khỏe và vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra thì hãy luôn mang bên mình mặt thập nhị thần bát bảo để gặp hung hóa cát. Cát hung vận hạn, các tinh, tướng tinh, tam đài, những người tuổi Thìn gặp tý thủy thành tam hợp quý nhân, cho nên khiến cho vận thế năm nay phần lớn được bình ổn, đồng thời để được quý nhân giúp đỡ. Trong khó khăn có tương cứu. Tướng tinh là sao về sự nghiệp, mà trong sự nghiệp quan vận và tài vận có liên quan mật thiết với nhau. Chính vì thế về mặt công việc năm nay sẽ có cơ hội phát triển rất mạnh mẽ, cầu danh được danh, cầu lợi thì được lợi. Sao tam đài chính là về khoa giáp, có quyền lợi và địa vị cao, giữ được quyền thế, mệnh chủ có tài về văn chương, gặp được nhiều điều may mắn. Vì vậy hãy đặt trên bàn làm việc một tháp văn xương để kích hoạt đường công danh sự nghiệp. Hung tinh ngũ hoàng, quan phù, hoa cái, phá toái, hoàng phan, sao ngũ hoàng chính là về kiện tụng, cho nên dễ gặp phong ba bão táp, thị phi, lao ngục, đề phòng phá tài, bị người khác ám hại. Quan phù tinh thì dễ gặp phải kiện tụng thị phi, hơn nữa thì phiền phức luôn tìm đến, muốn tránh thì cũng không nổi, cho dù không phạm phải kiện tụng thì cũng dễ bị phá tài. Với sao phá toái thì sẽ mang lại cho tuổi Thìn những tổn thất về tài vận hoặc là ảnh hưởng đến mối quan hệ với người khác. Sao hoa cái thì ý nói kiêu ngạo, cô đơn, độc lập, mệnh chủ thông minh, ưa thích tìm hiểu nghiên cứu triết học. Trong năm nay thì có khả năng phát huy về sở trường thiên bẩm của mình, rất có lợi cho những nghề như là nghệ thuật, sáng tác, thiết kế, nghề có độ nhạy bén cao, sức sáng tạo độc đáo. Sao hoàng phan cũng có ý nghĩa là bệnh tật, cho nên trong năm nay hết sức phải lưu ý những bệnh mãn tính. Luôn mang bên mình thập nhị thần bát bảo để tăng thêm cát khí, hóa giải thị phi trong năm 2020. Cát hung luận giải, tài vận trung bình. Những người sinh năm Thìn về vận thế tổng thể năm nay thì rất khá. Về tài vận, sao Thái Tuế là tài tinh cộng thêm tam đài tinh nhập mệnh, cho nên làm việc gì cũng đều có thái độ tích cực, có rất nhiều cơ hội phát triển. Hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp thì có thể tạo ra nhiều của cải. Nhưng năm nay gặp các sao quan phù, ngũ quỷ, phá toái đều có ý nghĩa là phá tài tổn lợi, cần đề phòng vì bệnh tật mà phải phá tài hoặc là bị kẻ khác hãm hại. Nếu như cần thiết thì cũng hết sức tránh cho vay mượn tiền để tránh việc thất tín không trả, cũng không nên đầu tư lung tung. Trong năm nay thì cũng nên làm một số việc quyên góp từ thiện, tích góp thêm phần phúc đức cho bản thân và gia đình. Về mặt thiên tài thì cũng bình thường, không nên đầu tư tiền vào những khoản lớn. Tuy nhiên thì cũng có thể dùng linh cảm để đầu tư những khoản nhỏ, mong kiếm được chút ít. Ngoài ra thì hãy sử dụng thêm mặt thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để gặp hung hóa cát. Sự nghiệp trung bình. Có tam hợp Thái Tuế, những người tuổi Thìn trong năm nay về sự nghiệp sẽ có rất nhiều cơ hội, không gian phát triển lớn, lại gặp được tướng tinh mà sau này chính là về sự nghiệp. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ phát huy được sở trường của chính mình, tương lai mở ra trước mắt rất lớn. Về mặt học tập thì vì Thái Tuế là tài tinh, ấn tinh lại gặp được khắc chế, cho nên việc học hành lên cao dần sẽ mang lại áp lực rất lớn cho người tuổi Thìn, khiến cho bản thân không có lòng tin, bất lợi cho việc thi cử. Nếu có thể, trên bàn đặt tháp văn chương hoặc là hộp bút văn chương để thúc giục việc học hành và phát triển sự nghiệp. Về sức khỏe thấp. Năm nay, những người tuổi Thìn bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, về sức khỏe thật sự là không tốt, rất có khả năng bị bệnh vặt hoặc là bệnh nhỏ cũng thành lớn, không dễ cắt bỏ đi được. Ngoài ra, hết sức cẩn trọng trong việc đi lại và sử dụng các đồ sắc nhọn, cần tránh tham gia những hoạt động nguy hiểm. Bạn hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm may mắn vòng tam hợp Thân Tý Thìn, nạp dụ thần tương trợ, giúp bình ổn và suôn sẻ. Đào hoa tiểu cát. Về mặt tình cảm thì do tam hợp Thái Tuế tài vượng sinh quan, cho nên những người tuổi Thìn dễ thu hút được sự ái mến của người khác giới. Vần đào hoa rất tốt, những bạn đơn thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Với những người bạn đang yêu trong năm nay thì có thể thúc đẩy thêm bước nữa về mối quan hệ, đặc biệt là những bạn đang yêu không nên gây áp lực cho nửa kia. Mặt khác cũng nên có sự quan tâm đối phương, khiến cho tình cảm của cả hai bên càng thêm mật thiết. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như là tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công vừa mang tính quý phái, chiêu quý nhân tài lộc, vừa đồng thời là vật phẩm phong thủy kích hoạt đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Vận thế, luận giải chi tiết. Về quan vận, những người tuổi Thìn năm nay gặp tam hợp Thái Tuế, về phát triển sự nghiệp thì tương đối tốt, lại gặp tướng tinh, tam đài là hai sao tốt phù trợ cho công việc. Vận về sự nghiệp cực vượng, cơ hội phát triển sự nghiệp vô cùng tốt, cần phải biết nắm bắt cơ hội hiếm có này. Nếu như biết phát huy tài năng của bản thân hết mình, đương đầu với thử thách thì sẽ được sự ghi nhận của lãnh đạo, có hy vọng được đề bạt thăng tiến. Do rơi vào năm tam hợp Thái Tuế, hợp cát thì cát mà hợp hung thì lại hung. Đồng thời, hung tinh quan phủ lại có ý nghĩa là kiện tụng thị phi, tốt nhất là làm gì cũng cần phải dĩ hòa vi quý, không nên dương tự đắc, kẻo rước họa vào thân. Những người làm công chức năm nay có hy vọng thăng tiến nhanh chóng. Khuyên bạn hãy đeo thêm mặt dây chuyền thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để gặp hung hóa cát. Tài vận tài tinh lưu niên lại có tướng tinh tam đài cùng chiếu, những người sinh năm Thìn trong năm nay gặp phải tài vận tốt, thích hợp cầu chính tài. Cho dù là kinh doanh buôn bán hay là làm công ăn lương thì cũng đều không nên có ý tưởng xa vời, chuyên tâm vào những việc bản thân đang làm, hạn chế sự kiêu ngạo, phát huy sở trường của bản thân, tiền tự nhiên sẽ kéo đến như nước. Năm nay thì tài vận bị ảnh hưởng của sát tinh, ngũ hoàng và quan phủ, cho nên sẽ có một vài điều ngoài dự tính xảy ra. Về tài vận thì dễ bị phá hoại, hãy luôn mang bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để hóa giải. Về hôn sự, là năm hợp Thái Tuế, tần suất của những người độc thân sẽ có cơ duyên tốt được gặp người khác giới thông qua công việc, du lịch, những hoạt động tụ tập, hoặc có thể thông qua sự giới thiệu làm mối của người lớn tuổi hoặc là bạn bè xung quanh. Với những người đang yêu thì về mặt tình cảm có thể tiến thêm một bước nữa. Nếu như muốn ổn định tiến tới hôn nhân thì cần phải có sự giúp sức của phụ huynh của hai bên để xúc tiến kế hoạch cho hôn nhân. nhân đinh. Và năm Canh Tí 2020, những người tuổi Thìn vì có Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân với năm nay nên được tương sinh với Thái Tuế, trợ sức cho vận thế. Nhưng về mặt sức khỏe thì bị Thái Tuế tiết thân, lại không có các tinh chiếu mệnh liên quan đến tử tức, cho nên vẫn còn cái bình thường. Nếu có kế hoạch sinh em bé trong năm nay thì cần phải biết giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tích cực cho vấn đề mang bầu. Bạn nên dùng vật phẩm may mắn thập nhị thần bát bảo vào vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để được quý nhân tương trợ, giúp bình ổn và suôn sẻ. Về sức khỏe, năm nay những người tuổi Thìn có sao Ngũ Hoàng và Quan Phù chiếu mệnh nên cần đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực sức khỏe, cần phải phòng tránh những nạn mất máu xảy ra, cẩn thận khi dùng những vật sắc nhọn, những bệnh có tiền sử mãn tính, hết sức chú ý để tránh bệnh cũ phát tác, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng trở lại. Nếu như thấy sức khỏe đi xuống, có thể đi khám sức khỏe định kỳ hoặc tranh thủ ý kiến tư vấn của chuyên gia phong thủy để hình thành nên thủy cục trong nhà vượng cho sức khỏe, chuyển vận cát tường. Vận hạn từng tuổi. Canh Thìn sinh năm 2000, 21 tuổi, rồng rộng lượng. Tuổi Thìn sinh năm 2000 có nạp âm ngũ hành là bạch, là kim, là người đều có danh và lợi, vật chất đầy đủ, chỉ có điều cả đời vất vả. Rơi vào năm Canh Tí thì có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là ấn tinh vì hợp Thái Tuế. Ý nói rằng quý nhân phần lớn là người lớn tuổi, lãnh đạo, bạn bè lâu năm, năm nay vận thế vô cùng tốt. Trong cuộc sống và công việc thì luôn được quý nhân giúp đỡ. Khi gặp chuyện khó thì đều được người khác giúp đỡ giải quyết. Vì tuổi Thìn năm nay hợp Thái Tuế nên mọi thứ rất thuận lợi. Để được trợ lực từ quý thần Thái Tuế, hãy nhớ luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2020 các bạn nhé. Năm mệnh 21 tuổi, sao Thủy Diệu chiếu mệnh, hành niên trực thủy tinh, tài hỷ chủ trọng hưng. Vì thế năm nay có tương đối nhiều chuyện mừng, phát triển ở nơi xa tốt cho vấn đề về tài vận. Nữ mệnh 21 tuổi gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh dễ gặp phải những tai nạn mất máu, nhưng năm nay có sự hòa hợp trong hôn nhân, mọi người trong gia đình được bình an. Mậu Thìn sinh năm 1988, 33 tuổi, rồng ôn hòa. Tuổi Thìn sinh năm 1988 nạp âm ngũ hành là đại lâm mộc, phần lớn là những người nhanh nhạy, lợi quan cận quý, nữ mệnh ôn hòa dịu dàng, nói nhưng ít suy nghĩ. Năm Canh Tí có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là tài tinh, cần phải cố gắng hết sức bản thân mình, vất vả mới kiếm được tiền tài. Trong công việc thì phải chịu khó chăm chỉ, lãnh đạo mới ghi nhận và trọng dụng. Về mặt tình cảm có vận thế đào hoa rất vượng, những bạn độc thân có cơ hội gặp được người trong ý muốn, nhưng cũng cần phải hết sức tránh đào hoa ảo. Nam mệnh 33 tuổi năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ có tương đối nhiều việc đột phá, thích hợp đi xa để cầu tài, không nên ở trong nhà lâu ngày, cần chú ý đến an toàn và sức khỏe của vật nuôi trong gia đình. Nữ mệnh 33 tuổi năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, sao này bất lợi cho nữ, dễ gặp phải những tai họa bất ngờ ngoài ý muốn, cần phải hết sức đề phòng. Vì là năm kiếm tiền cực vượng nên tuổi Thìn hãy tận dụng cơ hội ngàn vàng này nhé. Để phát triển hơn nữa, hãy treo trong phòng khách nhà mình một đồng hồ chim công hoặc là một pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận để kích hoạt tài vận sự nghiệp cho tuổi Mậu Thìn, giúp bước tiến trong năm 2020 được thuận đà hơn. Bính Thìn sinh năm 1976, 45 tuổi, rồng trên trời. Tuổi Thìn sinh năm 1976 nạp âm ngũ hành là sa trung thổ, phần lớn là người thông minh, lành lợi, thân thâm, vất vả, trung niên bắt đầu hưng vượng trong sự nghiệp. Năm Canh Tí nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là tỷ kiếp. Đối với những người mới lập nghiệp, những người công chức, năm nay là một năm thuận lợi, hợp tác liên doanh mở rộng phát triển. Trong công việc thì sẽ gặp được quý nhân giúp sức. Nếu như kết hợp dùng pháp khí phong thủy, phi long thất tinh đồ trận hoặc là đồng hồ chim công để tăng vượng quý nhân cho con đường tiền tài cũng tự nhiên mở ra. Nam mệnh 45 tuổi năm nay gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, cần phải chú ý những bệnh về mắt. Nữ mệnh 45 tuổi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, một mặt chú ý khẩu thiệt thị phi, mặt khác thì cũng cần phải chú ý những tai nạn liên quan đến thủy, hết sức tránh những hoạt động trên sông nước. Giáp Thìn sinh năm 1964, 57 tuổi, rồng quy ẩn. Tuổi Thìn sinh năm 64, nạp âm ngũ hành là phúc đăng hỏa, phần lớn là những người có vật chất đầy đủ, hồi trẻ vẫn thấy bình thường, phải dựa vào sự cố gắng của bản thân thì mới mong có được của ăn của để. Năm Canh Tí có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, là thực thương. Với những bạn kinh doanh thì năm nay là một năm thực thương lưu niên, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Những công chức trong năm nay thì cần phải cẩn thận trong lời nói, hành động, khiêm tốn với người khác để tránh đắc tội với lãnh đạo và khách hàng hay cũng như là đồng nghiệp xung quanh, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của bản thân. Với những người đang kinh doanh buôn bán thì hãy luôn mang bên mình một vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn hoặc là treo trong phòng khách một pháp khí phong thủy Phi Long Thất Tinh Đồ Trận để kích hoạt tài vận của năm 2020. Nam mệnh 57 tuổi năm nay gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh sẽ có tương đối nhiều việc hỉ xảy ra, trong nhà chỉ có khả năng thêm thành viên mới, đi xa có lợi cho vấn đề tài vận. Nữ mệnh 57 tuổi gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, năm nay cẩn thận gặp nạn mất máu, nhưng về tổng thể thì không có vấn đề gì lớn. Nhâm Thìn sinh năm 1952, 69 tuổi, rồng trong mưa. Tuổi Thìn sinh năm 1952, nạp âm ngũ hành là Trường Lưu Thủy, phần lớn là người cả đời có cuộc sống tương đối vất vả, tài lai tài khứ lúc còn trẻ, lúc trung niên mới có thể phát phúc. Năm Canh Tí thì có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ là Quang Tinh, một mặt trong năm thì cần chú ý về vấn đề sức khỏe, an toàn khi tham gia giao thông. Mặt khác, nếu như cần phải xử lý những việc liên quan đến tài chính thì có thể tranh thủ ý kiến nhiều hơn của người nhà hoặc là những người có chuyên môn để tránh bị lừa gạt. Hóa giải những xung khắc bằng cách treo trong phòng khách một đồng hồ chim công để tăng cường quý nhân hòa hợp gia đình, tăng cường tài lộc và bình an trong gia đạo. Nam mệnh 69 tuổi năm nay gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, hành niên trực Vân Hán, thủ cửu đắc an thân. Năm nay dễ xảy ra chuyện người trong nhà gặp việc bất an, vật nuôi trong nhà dễ có vấn đề. Nữ mệnh 69 tuổi năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh, dễ gặp nhiều chuyện phiền lòng, cũng cần phải chú ý gặp nạn mất máu. Luận giải theo can ngày sinh, thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên gặp thiên ấn chủ bị lý tưởng biến động. Năm nay tuổi Thìn có thiên can ngày sinh là Giáp, có thời cơ tốt để thực hiện những hoài bão ước mơ. Lãnh đạo sẽ thấy được thái độ tích cực và thực lực của bạn, sẽ đưa ra nhiều hơn nữa những cơ hội để bạn phát triển. Hãy cố gắng hết sức để có thể có được kết quả tốt và thu hoạch đáng kể. Với những bạn đang kiêm chức hoặc là có ý đồ đổi việc thì cũng sẽ có những phát triển khá tốt. Phần tình cảm cũng được sự giúp đỡ, giúp sức của một nửa còn lại, giúp cho hai bên và ủng hộ lẫn nhau. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp chính ấn, chủ về quan hệ giao tiếp sự nghiệp. Trong năm nay thì tuổi Thìn có can ngày sinh Ất Mộc, về mặt giao tiếp là vô cùng thịnh vượng, dễ nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của người lớn tuổi và cấp trên, làm cho phương diện sự nghiệp có nhiều thu hoạch đáng kể. Về tổng thể mà nói thì nên nắm bắt tốt nhất thời vận này, cần phải cố gắng nhiều hơn trong công việc. Khi rảnh rỗi nên tranh thủ học tập, bổ trợ chuyên môn để làm bước đệm cho phát triển sau này. Khi đã có được thành công thì cũng đừng quên cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè xung quanh. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan chủ bị thăng chức, thiên môn quyền lực. Trong năm nay thì tuổi Thìn có can ngày sinh là Bính, có hy vọng thăng chức trong công việc hoặc là bản thân sẽ phát triển thêm nghề mà mình yêu thích. Những người biết nắm bắt cơ hội này thì sẽ tìm được mục tiêu và phương hướng trong tương lai. Với những người bắt đầu lập nghiệp thì cần phải thiết lập nhiều hơn và điều tiết tốt với những mối quan hệ xung quanh để tranh thủ được sự giúp đỡ từ người khác. Với những mối quan hệ với người thân trong gia đình thì cần phải nhẫn nại với con cái hơn nữa, không được gây áp lực để dẫn đến xuất hiện nghịch tử trong nhà. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa, lưu niên gặp chính quan chủ về sự nghiệp, cấp trên và giao tiếp. Trong năm nay tuổi Thìn có can ngày sinh Đinh Hỏa, có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đối với những người biết nắm bắt tốt cơ hội của mình thì sẽ được cấp trên đánh giá cao. Ngoài ra thì có quý nhân chỉ điểm nên tham gia nhiều hơn những hoạt động xã hội, suy nghĩ thông thoáng hơn, biết cách lắng nghe ý kiến góp ý. Về mặt tài vận thì cần phải biết tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Khi đã thành công trong công việc thì nhất định phải biết cảm ơn những người đã giúp đỡ. Về mặt tình cảm, cần phải dung hòa, ổn định mối quan hệ trong gia đình. Với những người bạn độc thân thì sẽ có cơ hội có nhân duyên mỹ mãn. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, lưu niên gặp thiên tài. Trong năm nay tuổi Thìn có can ngày sinh Mậu Thổ sẽ xuất hiện với một vài vấn đề về gặp được ý trung nhân, đầu tư. Về mặt sự nghiệp và đầu tư thì đều phát triển được cơ đồ. Hãy biết cách xử lý công việc một cách thông minh, nhìn nhận vấn đề theo cách của riêng mình, suy nghĩ thật kỹ mới quyết định làm hay không. Cần nhớ kỹ không được vội vàng hấp tấp, tránh sôi hỏng bỏng không. Với những bạn độc thân thì năm nay có đào hoa, cần biết nắm bắt cơ hội. Thiên can ngày sinh là kỷ thổ, lưu niên gặp chính tài là sự nghiệp, tài vận, tình cảm. Trong năm nay thì tuổi Thìn có can ngày sinh kỷ, về mặt tài vận đều phải dựa vào năng lực và đầu óc tỉnh táo bản thân thì mới có thể đánh vác được những trọng trách lớn, tiền tài cứ thế mà vào. Với những người mới lập nghiệp cũng nên biết nắm bắt cơ hội tốt, tài vận đến một cách thuận lợi nhưng cũng cần phải chú ý vất vả mới kiếm được tiền. Về mặt tình cảm thì người độc thân có cách thể hiện độ đáng tin cậy với nửa kia mới tìm đến, tình cảm của hai người vào giai đoạn này là bàn tới hôn nhân. Thiên can ngày sinh là canh kim, lưu niên gặp thương quan chủ về cách nghĩ, chủ kiến, đầu tư. Trong năm nay tuổi Thìn có can ngày sinh là canh, có tình trạng thể hiện năng lực của bản thân như là cá gặp nước. Lúc cần thiết thì hãy phát huy khả năng sáng tạo của bản thân để giúp cho công việc được thuận lợi hơn, nhưng cũng đừng quên tranh thủ ý kiến của người thân. Người mới lập nghiệp có thể thử sức trong những dự án mới. Về mặt thiên tài có thể kiếm được những khoản tiền ngoài luồng từ người khác, nhưng lượng chi tiêu ra cũng rất là lớn. Thiên can ngày sinh là tân kim, lưu niên gặp thực tần, chủ về hưởng lạc, tài hoa, lãng mạn. Trong năm nay tuổi Thìn can ngày sinh là tân, có cuộc sống có thể nói là tương đối vui vẻ. Về mặt sự nghiệp thì biết được cách dùng những kỹ xảo làm việc, biết lấy tài năng và bản lĩnh của mình thể hiện trước đám đông. Có thêm đồng lương trong công việc giúp bạn thỏa mãn thú vui mua sắm, hưởng thụ cuộc sống của bản thân. Vận thế về tình cảm được nâng lên, thích hợp mở ra một mối tình cảm lãng mạn mới. Những cuộc tụ tập cùng bạn bè sẽ giúp cho bạn phát huy được rất nhiều sức lực nội tại. Thiên can ngày sinh là nhâm thủy, lưu niên gặp kiếp tài, chủ về bạn bè, đầu tư. Trong năm nay tuổi Thìn có thiên can ngày sinh là nhâm, khi gặp phải thời điểm quan trọng sẽ có quý nhân ra tay giúp đỡ, bạn bè hay là đồng nghiệp sẽ giúp ích được bạn một tay trong công việc, sẽ giúp cho bạn vấn đề thăng chức tăng lương. Với những người mới lập nghiệp, đầu tư từng bước sẽ có thu hoạch nhất định, cố gắng nắm bắt những cơ hội mang đến cho bạn những hợp đồng mới. Về mặt thiên tài thì cần phải chú ý nhiều hơn về những tin tức của bạn bè xung quanh. Sau khi nghiên cứu kỹ mới đầu tư, khi có cơ hội đừng quên cảm ơn lại bạn bè. Thiên can ngày sinh là quý thủy, lưu niên gặp tỷ kiếp là quý nhân, đồng nghiệp, hợp tác. Năm nay tuổi Thìn có can sinh quý thủy, có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Khi ở bên bạn bè thì cần phải lắng nghe nhiều hơn, họ sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc, chỉ cần cố gắng nắm bắt cơ hội trong công việc sẽ thăng tiến. Với những bạn mới lập nghiệp thì cũng đừng quên lấy ý kiến từ mọi phía, có sự tìm hiểu kỹ về đối tác làm ăn. Về mặt tình cảm, cũng nên dành cho đối phương không gian tự do của chính họ, đừng thể hiện uy lực của bản thân mà chèn ép người khác, nên lấy tư cách là người bạn thân khi ở bên đường còn lại. Vừa rồi là những điều cơ bản về vận trình tuổi Thìn năm 2020 mà Phong thủy may mắn tìm hiểu tổng hợp được. Quý vị thân mến, trong năm 2020 từng tuổi chi tiết có cát có hung, không phải vì những hung tinh xấu mà chúng ta nản lòng, bằng lòng chấp nhận nó. Biết được số vận của mình, quý vị có thể cải vận bằng cách dùng các vật phẩm phong thủy để gia tăng hồng phước, mang đến bình an cho quý vị. May mắn không phải lúc nào cũng đến với quý vị, cái cốt yếu là do sự nỗ lực không ngừng của bản thân để có được thành công. Các cụ ta cũng có câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Bởi vậy mỗi chúng ta cần cố gắng làm việc thiện, sống có ích cho xã hội để tích đức cho bản thân và con cháu ta sau này. Hãy chia sẻ video này để bạn bè và người thân của bạn có thể biết thêm về vận trình năm tuổi của mình trong năm Canh Tý 2020. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị vui lòng gửi cho chúng tôi bằng cách bình luận ngay bên dưới video này để Phong thủy may mắn càng ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Ngoài ra thì để nhận được những giá trị về kiến thức tâm linh, phong thủy như là xây nhà, tảo mộ hay là bất kỳ thắc mắc gì cần trợ giúp, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline của chương trình để được tư vấn và giải đáp. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, may mắn trong công việc, viên mãn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.